Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay Thúy Trần xin gửi tới cả nhà đoạn video về tuyến đường đẹp nhất và cũng là tuyến đường đầu tiên ở khu vực Bình Dương có làn xe cho xe buýt. Với tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. Đây cũng là một trong những tuyến đường đầu tiên ở khu vực Bình Dương có làn xe dành riêng cho xe buýt. Đường Phạm Ngọc Thạch dài 6,5 km, có số vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó có chi phí xây dựng là 356 tỷ đồng, còn lại là tiền đền bù, giải phóng mặt bằng. Đây là tuyến đường được áp dụng theo thiết kế thi công của Nhật Bản với quy mô 8 làn xe và dày riêng một làn đường cho xe buýt nhằm hạn chế ách tắc giao thông. Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch cũng được coi là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch để kết nối từ thành phố mới Bình Dương là với các khu vực lân cận như là về với thành phố Hồ Chí Minh thông qua tuyến quốc lộ 13, về với các khu vực như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thông qua tuyến Mỹ Phước Tân Vạn và đặc biệt về với các tỉnh trên khu vực Tây Nguyên như Bình Phước rồi các tỉnh khu vực phía Nam. Về hạ tầng giao thông thì như các quý anh chị và các bạn chúng ta có thể nhìn thấy đúng không ạ? Hệ thống điện âm đều đã được trang bị một cách đầy đủ đúng không ạ? Hành lang cây xanh được làm rất đẹp và khang trang. Vâng, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch có thể được coi là một trong những tuyến đường đẹp nhất của tỉnh cho tới hiện tại bây giờ. Vâng, và thưa quý anh chị và các bạn thì tôi xin tạm thời kết thúc video tại đây. Hãy video sau thì sẽ giới thiệu cụ thể từng tuyến đường đẹp trong khu vực thành phố mới Bình Dương và toàn khu vực tỉnh Bình Dương nói chung nhé bạn nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.